Chào các nhà đã quay trở lại với kênh Zippo Army and Vespa. Duy mới được một người anh em chia lại cho một cái sọ heo gọi là lợn hưu. Đây là một giống lợn ở Indonesia và nó chỉ có ở trên cái quốc đảo này thôi. Và cái giống lợn này nó rất là buồn cười, anh em sẽ thấy nó có hai cái nanh mọc ngay mũi anh em, ngay phía trên sóng mũi chứ không phải là mũi. Mũi có cái mũi của con heo thì nó ở cầm nhẹ nhàng đó. Cái mũi con heo đây, nhưng mà nó lại mọc ngược cái sóng mũi. Cái quái gì của nó là vậy, và nó được nhiều người gọi là quái thú Indonesia, quái vật heo. Có nhiều truyền thuyết hay về cái nanh heo lắm. Anh em muốn biết thêm thì có thể lên YouTube, rất là nhiều những clip chia sẻ về cái sừng, cái con heo có cái gọi là sừng hưu này, gọi là heo hưu hay lợn hưu đó anh em. Nó là một giống heo rừng ha. Và cái sừng này nó có tác dụng là, theo tớ biết là nó chỉ có tác dụng về tán gái thôi anh em. Tức là con heo nào có cái này càng to thì sẽ nhiều con heo cái nó thích hơn đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Và hai cái nanh dưới của nó cũng rất là kỳ quặc. Cấu trúc cái nanh này nó tròn chứ nó không có ba cạnh như là những cái nanh heo bình thường anh em ha. Một trong những cái mà sưu tập cũng được. Duy thì Duy mua cái nanh heo này về là ngoài mục đích để làm YouTube thì quay kỹ lưỡng cho anh em xem cái sọ của con heo này như thế nào. Thật ra thì trong quá trình vận chuyển nó rớt 4 cái nanh anh em. Có thể là do quá trình khai thác đã phơi phóng thì nó rớt mất 4 cái nanh, 4 cái răng. Một hai cái răng hai bên này và hai cái răng ở phía trên. Còn tất cả cái răng của con heo này gần như đầy đủ, điều rất là tuyệt đẹp. Và hầu như là tất cả hoàn hảo, chỉ trừ một cái răng ở phía bên này thì hơi sức nhẹ một xíu. Nhưng mà theo như tớ biết thì cái nanh này là xích từ lúc mà xưa giờ của con heo rồi, nguyên thủy của nó. Có thể là tới vuốt nhẹ lại cũng được, nhưng thôi cứ để nguyên thủy cho nó đẹp ha. Và mình mua cái nanh heo này về ngoài làm YouTube đó, thì để nếu mà có thời gian rảnh hơn đó, thì mình sẽ chạm như thế này anh em. Duy thì Duy rảnh rảnh Duy vẫn hay chạm ha, làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ một tí xíu Duy sẽ chạm như thế này. Theo kiểu họa tiết nghe, giống như xăm chỗ rồi đó, để trưng bày nó đẹp. Chơi ha. Và cái câu chuyện hôm nay Duy chia sẻ với anh em là ngoài con heo Indonesia, những cái điều căn bản của nó thì anh em có thể lên Google search Wikipedia thì đã đầy đủ hết rồi, hoặc là những tài liệu của nó về nó rất là nhiều ha. Nên Duy sẽ không nói thêm, Duy chỉ gửi đến anh em hình ảnh cận cảnh nhất của cái sọ heo này mà thôi. Và điểm khác biệt giữa nó với cái này là căn bản là như vậy ha. Như cái cấu trúc của cái nanh này á, con heo này á, thì cái nanh trên và nanh dưới nó mài với nhau, dẫn đến nó không có dài như vậy đâu, nó lòn trong cái cạnh, mà rút ra nó đẹp thôi. Rồi nó sẽ có cái cạnh bén như thế này. Nhưng cái nanh heo này thì nó cứ mọc dài ra, và có những con heo này chết vì cái nanh này mọc dài đâm ngược vô sọ nó mà nó chết anh em ha. Đó là một trong những cái điều kỳ lạ của cái giống heo này, người ta vẫn không hiểu. Thực ra đến giờ người ta vẫn không hiểu tác dụng cuối cùng của cái nanh heo này là để làm gì. Và trước đây trên kênh mình Vi cũng đã từng review về cặp nanh loại khủng của nanh hàm dưới của cái con này đó, nó ở hàm dưới ha, và có thể làm cái kiềng cổ như đang đeo đây, chứ không có đi bọc bạc, chỉ để nguyên vậy cho nó đẹp. Đó, và đây là một cái cũng cặp loại khủng ha này. Anh em thấy bình thường nó sọ nó cỡ này thôi, nhìn theo luật xa gần nha anh em. Anh trước đẩy thì anh em thấy nó bự, nhưng mà để về như vậy anh em thấy nó đâu có bự lắm đâu, bé ra cũng không có lớn lắm ha, để lọt cỏm trên lòng bàn tay được. Và để có một cái cặp nanh mà nó bự được như thế này thì chắc chắn là cái đầu nó đâu cũng phải tương đương cần bằng cái đầu này ha. Mà thực ra heo, cái giống heo Lào, heo Việt Nam, heo châu Á mình nói chung á, kể cả bên Mỹ rồi, thì cái giống heo này này thì nó có những con đến cả tấn á. Anh em search quái thú, search bằng tiếng Anh á, search heo săn heo rừng mà quái thú á, gọi là heo rừng khổng lồ á, thì sẽ ra có những con heo đến gần cả tấn á anh em. Dễ sợ lắm, người ta những clip rất là hay, vì nó dính đến bản quyền thì không thể chia sẻ về kênh của mình được ha, chứ còn không mà chia sẻ về kênh mình cho anh em coi cũng hay ha. Và đây là một cái khủng vậy thì con heo này nếu mà nó nhiều lắm thì nó cỡ này thôi, nhưng mà đây lại là một con heo bình thường, heo nhỏ chứ không phải heo to nè ha. Và anh em thấy rất nhiều người bán nên heo rừng trên mạng thì họ bán những cái sọ heo rừng nó ngắn thôi nha, nó cộm vô nó ngắn như vậy, nó ngắn thôi mà cái chỗ này nó u, nó giật nghe, nó chảy như sống người bị gãy vậy đó. Đó là heo nuôi đó nè, còn bạn heo rừng tự nhiên đâu, heo rừng tự nhiên cái sọ nó phẳng như thế này.
cái sọ nó phẳng như thế. Thật luôn, tớ là rất nhiều lần từ xưa giờ qua tay mình cũng rất nhiều bộ sọ rồi nhưng mà hiểu điều đó. Còn những cái nanh heo rừng nuôi ấy, có bộ heo rừng nuôi thì cái sọ này, cái này gặp lên vậy, nhìn nó xấu lắm, nó không có nhìn nó không có bước như thế đâu, ha, nó không có phẳng vậy đâu. Hoặc là có thể là một giống heo nào khác thì tôi không biết, nhưng mà heo Việt Nam mình là nó đây là chuẩn một cái sọ heo Việt Nam mình luôn á nè. Cái sọ này Duy mua cũng là trên 10 năm rồi, và Duy rảnh thì Duy muốn lâu chạm tí xíu thôi cho nó vui thôi, và cái sọ này thì Duy không bán để chạm cho nó vui hơn. Ok, và cái sọ này thì bán, cái sọ này Duy bán 5 triệu tất cả cái dạng này 5 triệu ha. Anh em mà thích thì gọi cho Duy. Duy mua cái sọ này có 3.2 triệu thôi, phí vận chuyển về đây mấy chục ngàn nữa là không phí, nên mà quay lại tầm khoảng ấy chắc là 3.5 triệu đi ha, và bán với giá là 5 triệu cho anh em là thích. Còn nếu mà không bán được thì Duy rảnh đúng là có thời gian Duy sẽ chạm cho nó vui ha. Và hôm nay Duy chia sẻ với anh em một câu chuyện khác liên quan đến việc sưu tập những chiếc nanh heo này. Thật ra anh em không có ngồi trong cái không gian của Duy, những cái này nó tạo ra cái mùi khó chịu lắm. Anh em đang coi hình, còn Duy đang ngồi trực tiếp, những cái này nó tạo ra những cái mùi rất khó chịu. Kể cả những cái nanh heo này lúc nó còn tươi nó cũng rất khó chịu. Nên Duy lưu ý với anh em một điều, thật ra đây là những động vật chết rồi và bắt đầu nó trong quá trình phân hủy. Kể cả anh em có bảo quản tốt đến chỗ nào cũng phân hủy. Ngày xưa thì nhà Duy bán đồ thú rừng rất là nhiều, nên Duy biết những cái đầu nai thuộc á, anh em có thuộc cỡ nào tốt hay chăng nữa thì nó vẫn sẽ phân hủy và nó sẽ rụng lông rần, kể cả da cọp hay mọi thứ, tất cả đều sẽ phân hủy theo thời gian. Những cái này thì quy trình phân hủy của nó sẽ lâu hơn là so với những cái này, bởi vì cấu trúc của nó cứng và nó chắc chắn hơn. Nhưng mà vốn dĩ nó vẫn là chất hữu cơ, nó sẽ phân hủy theo thời gian, và trong quá trình nó phân hủy thì nó có thể tạo ra vi khuẩn, tạo ra nấm bệnh, và đó là một trong những yếu tố mà Duy gọi là tử khí. Nó cứ giống như cái chuyện này, có hôm giờ có một cái anh Duy bọc bạc cho ảnh đeo cái này bị đen, mà Duy bọc cho rất nhiều người đeo đen mà riêng ảnh đeo bị đen, thì ảnh mới nói Duy là bạc có vấn đề. Duy thì thiệt ra thì không cần phải Duy chia sẻ thêm, anh em lên mạng tìm hiểu thì cũng đều biết. Bạc khi mà kết hợp với lưu huỳnh là từ những cái này nó, anh em thấy trong nghĩa địa mà khi mà về đêm á, ngày nắng mà về đêm mà chiều mà trời mưa thì nó sẽ có những cái này nó bay lên và nó cháy ánh sáng xanh, thì người ta gọi là ma chơi đó. Thực ra đó là lưu huỳnh bị cháy trong không khí, gặp oxy cháy trong không khí, và khi nó lưu huỳnh trong không khí nó rất là nhiều, mình từ những cái mình trong không khí tồn tại thì cũng rất nhiều, nhưng có những chỗ nó đậm đặc, thì khi anh em nào mà yếu thì hay bị hấp thụ đó một người. Thì khi mình đeo bạc á, thì nó có một cái hiện tượng nó gọi là khoa học, nó là cái tủa thôi, thì nó sẽ tạo ra cái hiện tượng là một đeo bạc nó bị đen khi nó kết hợp với lưu huỳnh, và anh em sẽ có một cái lớp bị sơn đen ngoài. Trong mồ hôi thì nó cũng có lưu huỳnh nó tiết ra, dẫn đến khi mình đeo đến nó bị đen, và thường ta gọi là bệnh. Ngày xưa vua chúa họ hay ăn mà chén bạc, anh em biết rồi. Thật ra để một cách tốt nhất là để biết được trong thực phẩm có độc hay không, thì khi thực độc thì nó kết hợp với bạc nó sẽ tạo ra màu đen ngay. Anh chấm với đũa nước canh có độc, mọi thứ có độc thì đũa nó sẽ chuyển màu đen. Đó là một trong cách mình biết nhất là để biết đồ ăn nó có bị độc tố, nhiễm độc tố không. Giả bộ vậy ha, để nó kết tủa, thường bạc nó sẽ hút những cái chất độc, nó dẫn đến là hiện tượng nó bị đen. Đó là một trong những cái yếu tố mà người ta hay đeo bạc. Quay ngược là trở lại vấn đề về tử khí là tại sao tất cả những thứ này đang phân hủy. Nếu anh em chơi thì có thể là sưu tầm một bộ hoặc hai bộ để trong cái tủ kính kín vào, đừng có trưng ra ngoài, đừng để gần trong phòng ngủ, đừng để gần chỗ ăn uống, đừng để gần chỗ các con cái mình chơi, và để ngoài cái chỗ nào thoáng, một là tủ kính kín, hai là ngoài trời thoáng đãng ha. Bởi vì đằng nào nó cũng đang phân hủy và nó có thể tạo ra vi khuẩn, nấm bệnh và cái khí độc, thì mình hít lâu ngày nó sẽ không tốt, thì đó nó gọi là tử khí đó này. Thì tốt nhất là không nên chơi quá nhiều và vệ sinh thường xuyên, quét dọn thường xuyên, ngâm rượu hay là đổ cồn, đổ những cái chất tẩy rửa để cho nó sạch sẽ đi. Đó là một trong những cách để mình bảo vệ chính gia đình mình, bảo vệ cuộc sống của mình ha. Có thể là mình sợ chất sưu tầm của mình có, nhưng không nên để quá nhiều trong nhà này, nó không tốt cho cơ thể mình đâu, như nó thật. Kể cả những cái thứ anh em đang đeo đây thì một nếu anh em đeo thường
thì lâu lâu mình nên rửa lại bằng rượu trắng, bởi vì rượu hoặc là cồn nó đều có chất sát khuẩn, thì anh em rửa lại rượu trắng thì nghe người ta nói là để sạch sẽ tẩy uế này, thực ra thì ý nghĩa là để sát trùng là chính ha. Ví dụ những cái này thì nó luôn luôn có nấm bệnh, anh em không bao giờ nhìn thấy hết, hoặc là những vi khuẩn, thì lâu lâu mình ngâm rửa, môi trường rất tốt, rất hoàn hảo cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển, nên đừng có đeo những thứ mà còn xương còn thịt nữa hơn. Ví dụ những cái thứ này nó chắc, nó gần như nó là canxi nhiều, thì nó không còn chất hữu cơ kiểu là thịt, theo kiểu là thịt thông thường nữa, protein hoặc này nọ nữa, thì nó sẽ không phải là môi trường tốt cho đống khuẩn phát triển. Thì anh em đeo cái này thì có thể là ok, nhưng nó vẫn là chất hữu cơ nha anh em, thì nó vẫn sẽ trong quá trình phân hủy nó vẫn sẽ tạo ra vi khuẩn ha. Thì mình hạn chế dùng, và nếu dùng thì mình làm vệ sinh sạch sẽ hết những cái protein bám trên nó đi, trên đó đây ha. Đó, và lâu lâu mình vệ sinh bằng cách là mình tẩy rửa nó sạch sẽ, đó, chỉ đơn giản vậy thôi, là cơ thể mình sẽ tốt hơn. Nên Duy khuyên mọi người là không nên chơi đồ xương, nếu mà chơi thì chơi đồ chắc chắn như răng thiết này nọ là tốt nhất. Còn những cái xương này nọ mài ra những cái vòng hay những cái mảnh đeo rồi này nọ, những cái lắc hay những cái tượng rồi không nên, tất cả đang trong quá trình phân hủy. Ok, và mình kết thúc clip ở đây. Anh em nào quan tâm về những chiếc lanh eo rừng 1 triệu cho đến 10 triệu đẹp không? Thì hãy coi cho Duy, nhưng mà rẻ nhất phải là 1 triệu, và Duy chỉ bán lanh eo rừng tự nhiên anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em.